Thầy chào các em đã quay trở lại với tiết học của thầy Quang. Trong tiết học này, thầy sẽ hướng dẫn các em làm các bài tập luyện tập và bài tập vận dụng ở cuối bài số 3, máy tính trong hoạt động thông tin. Trang số 13, sách giáo khoa tin học lớp 6, bộ sách cánh diều các em. Đầu tiên thì thầy sẽ hướng dẫn các em làm các bài tập luyện tập ha. Thì có một bài tập luyện tập nội dung như sau. Cho các cái thiết bị số như là điện thoại thông minh nè, máy ảnh số nè, máy ghi âm số nè, laptop có camera và biro nè, máy tính bàn thì không gắn camera và biro. Thì có 5 cái thiết bị như thế này. Em hãy cho biết là thiết bị nào có thể, trong trường hợp A là thu nhận trực tiếp thông tin dạng âm thanh, tức là nó biết nghe. Trong trường hợp B là thu nhận trực tiếp thông tin dạng hình ảnh, tức là biết nhìn. Như vậy thì trong câu hỏi này chúng ta có thể là trả lời như sau các em. Đầu tiên thì chúng ta sẽ trả lời cho trường hợp A trước các em. Đó là thiết bị thu nhận trực tiếp thông tin dạng âm thanh. Đó là thiết bị số 1, số 3 và số 4. Thì thiết bị số 1 ở đây tức là điện thoại thông minh thì có thể là thu nhận âm thanh được ha. Số 3 là máy ghi âm số thì thu nhận âm thanh được nè. Số 4 là laptop có camera và biro thì nhờ cái biro này mà laptop có thể là thu nhận âm thanh được các em. Còn máy bàn thì không có biro thì không thu nhận âm thanh được rồi. Còn thiết bị số 2 là máy ảnh số thì không thu nhận âm thanh được ha. Máy ảnh số thì chỉ chụp được ảnh thôi. Rồi, trường hợp B là thu nhận trực tiếp thông tin dạng hình ảnh, tức là nó biết nhìn. Như vậy thì thiết bị thu nhận trực tiếp thông tin dạng hình ảnh gồm có thiết bị 1 nè, thiết bị 2 nè, thiết bị 4. Thiết bị 1 đó là điện thoại thông minh thì có thể là chụp được tấm ảnh ha, nhờ camera trên điện thoại thông minh. Thì tức là có thể là thu nhận trực tiếp và thông tin dạng hình ảnh hết em. Rồi, ở thiết bị 2 là máy ảnh số thì máy ảnh số là chuyên để chụp các cái tấm ảnh mà. Do đó thì máy ảnh số này thì sẽ thu nhận trực tiếp thông tin dạng hình ảnh luôn. Rồi, thiết bị thứ tư, thiết bị số 4 là laptop có camera và biro. Thì nhờ cái camera của laptop nè thì có thể là thu nhận hình ảnh trực tiếp được ha. Còn máy bàn á không có gắn camera do đó thì không thu nhận hình ảnh được nè. Rồi máy ghi âm số, máy ghi âm số thì chức năng là chủ yếu để ghi âm thôi chứ không có chụp ảnh, do đó thì không có thu nhận cái hình ảnh được ha các em. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập vận dụng nha. Trong bài tập vận dụng này yêu cầu là em hãy vẽ hình mô tả các bước cơ bản xử lý thông tin của máy tính. Thì mình sẽ vẽ cái hình ra để mình mô tả các cái bước xử lý thông tin của máy tính các em. Thì các em có thể là vẽ hình như thế này. Máy tính trong quá trình xử lý thông tin á thì cái việc đầu tiên á là máy tính là phải thu nhận thông tin nè, thu nhận thông tin từ cái môi trường bên ngoài vào ha. Sau khi thu nhận vào rồi thì sẽ trải qua cái bước là bước xử lý thông tin các em ha. Xử lý thông tin. Sau khi xử lý thông tin rồi thì sẽ có được cái thông tin đầu ra nha. Đó, sẽ có thông tin ra. Thì sau khi mà có thông tin ra đó thì thông tin này có thể là dùng để lưu trữ lại ha. Khi mà mình cần thiết thì mình sẽ lấy ra sử dụng chẳng hạn. Hoặc là mình có thể là xuất cái thông tin này ra các cái thiết bị ra. Ví dụ như là màn hình, máy chiếu hay là máy in vân vân. Hoặc là có thể là truyền cái thông tin này, tức là trao đổi thông tin đó, truyền thông tin qua internet để gửi đến những cái thiết bị khác ở khoảng cách địa lý xa hơn, ví dụ như vậy hết em. Thì mình có thể vẽ sơ đồ đơn giản như thế này. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi sau ha. Hãy cho biết là máy tính hay là con người làm tốt hơn trong mỗi việc sau. Thì ở đây cho 5 việc nha. Các em chỉ cần xác định là cái việc đó là máy tính làm tốt hơn hay là con người làm tốt hơn là được ha. Rồi bây giờ mình sẽ xét từng việc nha các em. Việc đầu tiên là việc số 1 nè. Cái việc là thu nhận thông tin văn bản, hình ảnh, âm thanh và lưu trữ dữ liệu. Thì cái việc này thì máy tính làm rất là tốt ha. Và máy tính có thể là lưu trữ một cái lượng dữ liệu rất là lớn. Như vậy thì máy tính làm tốt hơn ở trong việc số 1 này. Việc số 2 là gì? Việc số 2 là thu nhận thông tin khứu giác, vị giác, xúc giác. Thì những cái việc này máy tính còn rất là yếu ha. Máy tính sẽ không thực hiện được tốt như con người đâu. Và thậm chí là không thực hiện được những cái việc như thế này. Như vậy thì trong trường hợp 2 này là con người làm tốt hơn ha. Trường hợp thứ ba là công việc thứ ba là công việc là tính toán xử lý thông tin.
thì tính toán xử lý thông tin thì máy tính tính toán rất là nhanh, tới hàng tỷ phép tính mỗi giây. Xử lý thông tin một lượng thông tin khá là lớn thì con người không thể nào mà làm hơn được máy tính ở trong trường hợp số 3 nha. Như vậy thì trong trường hợp số 3 này là máy tính làm tốt hơn ha. Trường hợp thứ tư là sáng tác văn học nghệ thuật, thì sáng tác các bài văn, bài thơ, hay là vẽ những cái hình ảnh nghệ thuật vân vân, thì trường hợp này thì con người vẫn làm tốt hơn những các em. Máy tính có thể là vẫn làm được nhưng mà sẽ không có kết quả tốt bằng con người ha. Vậy thì chúng ta nói là con người làm tốt hơn trong trường hợp thứ tư này. Cái công việc thứ năm, công việc thứ năm là trao đổi thông tin văn bản, hình ảnh hay là âm thanh thì máy tính sẽ làm tốt hơn ha. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em làm các bài tập luyện tập, bài tập vận dụng cũng như là trả lời câu hỏi cuối bài số 3 máy tính trong hoạt động thông tin. Thầy chúc các em học tập tốt nha, đạt được điểm cao. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau nhé.